chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục quay một số hình ảnh về chị Mai bán thịt heo quay ở chợ Bình Tiên cho các bạn cùng xem nhé. Mày ha. Dạ. Mua mấy ổ vậy? Em mua 2 ổ, em với bạn em nè. 2 ổ 20 hay 15? Dạ 15. Cái 2 ổ 15 hả chị? Em có thường mua heo quay hay là bánh mì ở đây không? Dạ cũng có. À, cũng mua thường. Em gần đây không? Dạ em ở bên đây gần. Gần đây chắc là qua mua thường ha. Dạ hay ăn ở đây lắm. Thấy chất lượng heo ở đây nó như thế nào? Rất là ngon. Anh đứng như anh nghe cái mùi không có thấy ngon. Dạ. Nói cho anh quay với anh cũng hay mua lắm. Dạ. Vâng. Bán sẽ vơi đi nhiều. Đây là những cái phần của đầu heo mà cháu của chị Mai chặt ra, thì ông Nguyễn sẽ lấy con ra đem về đây để bán. Mai và chị con dâu của chị Mai đứng bán nha. Anh cháu và con trai của chị Mai thì ở trong đang ăn. Cháu thì anh sẽ đầu heo, còn anh con trai chị Mai đang sẽ những cái phần để mà bán bánh mì đó các bạn. Heo mới ra lò nên nó còn nóng đó các bạn. Mình đứng mình quay nó hơi nóng nó tỏa ra đó các bạn. Cách đông quá nè. Thank you.
Quá đông như các bạn, đứng đầy hết. Chị Mai bán rất đắt, ngày nào cũng vậy các bạn ơi. Cái heo quay của chị Mai đó các bạn, được cho là quay miếng và quay lưu đó các bạn. Quay miếng nên ướp gia vị nó rất là thấm, cho nên quay ra heo rất là ngon và đậm đà các bạn. Và với những cái miếng da quay lên nó giòn. Sao mấy người cứ soi mói của người ta? Cái đó là phong thủy của ta mà sao cứ mua mất quầy ạ? Lần lễ chị Ly mới chặt lần thôi chị bạn. Mai vừa chặt thịt vừa bán bánh mì luôn nha các bạn. Bánh mì heo quay của chị Mai rất là ngon, với những cái miếng da giòn trộn lẫn ở trong đó, ăn rất ngon. Rồi chị lẹ lên chị đúng không? Đúng chị không? 2 kg rồi, 2 kg rồi đó. Rồi giờ sao? Cắt cho miếng bánh mì đó phải không? Đúng rồi, chặt tầm tầm nghe đi chị luôn. Chặt cái gì vậy? Đừng cắt dây nhỏ vậy. Cho chị mì mà. Không, chặt cho chặt chị một miếng thôi. Còn như để lại cho chị. Theo mình nhận thấy thì con cháu chị Mai, do chị Mai dạy dỗ và theo nghề của chị Mai đó các bạn, nên thấy ai cũng rất là siêng năng, lo buôn bán, học nghề buôn bán. Nửa ký xa xíu chị ơi. Còn có lấy gì còn đi. Chưa rồi, lấy gì còn. Con
100.000 ba rọi 50 tá xíu cầm vô. Xá xíu để nguyên hay sao vậy? Hả? Có tháo tiền không? 150. Đưa đưa đưa. Thịt ngon là 20 ngàn. Cái bẹ xương đầu và da xa xíu. Lên cái đùi đây đi Dượng ơi. Cởi đùi cái này đi. Mũi heo các bạn. Mũi heo và cái lỗ tai. Xương non. Sâu lạc qua rồi. Rất ngon. Sẵn không anh? Còn cháu chị Mai cũng siêng năng cần cù. Theo nghề chị Mai là làm lụng bức, làm lụng rất tốt đó các bạn ha. Năm mẫu bánh mì heo quay và cái tảng thịt to quá nè các bạn. Chị đổ mũi da heo. Gắp cái cù lửa đó. Nóc. Nó còn nước nóc. Lưỡi xíu sáu chục thôi. Chị Mai đang cắt cái lưỡi rồi. Cái lưỡi nhìn ngon quá. 60 cái đó tiền em trai. Đi xa xíu. Con vịt nó bán 60 lửa mũi con heo mày. Ôi cho Dượng lên lòng cho Dượng ơi. 60 lửa mũi da heo. Bán chỉ 60 lửa mũi heo. 150 ngàn. Nửa kia xa xíu để nguyên. Cái thứ nặng này ta cân được ba đi, cái thứ nặng lên dùng đi. Có đâu. Làm như có gì bán. Các bạn ơi. Mình đi ra
em chạy về điện mua đem mua này đó, em 2 phút là chạy về tới này à. Dạ. Mua heo quay á anh? Mua thịt heo phải không? Hay là mua ba rọi phải không? Hay mua sườn phải không? Nhìn thấy con mua thịt heo. Ủa má chính xị. Ba rọi 1 kg. Cá xíu với đùi 1 kg. Lên nổ chín nổ bánh mì xe quay đi. Chín nổ. Nổ 15. Chín nổ 15. Một ổ chen nước, 8 ổ còn lại không chen. 8 ổ lại không ăn nước luôn hả con? Rồi lấy con 20 cái thịt má heo rồi. Cái ổ bánh mì luôn. 15 mẫu rồi cậu. Làm 15 mẫu đi. 200 ngàn bà đậu chặt hơn. Cần cái lưỡi xin rồi. Hỏi đi, lên đây phụ ơi. Rồi rồi rồi. Hỏi đi, hỏi quá. Trời, mới chẳng lại cái mặt quá. Mai rất là ngon. Hỏi 20 luôn. Bao lâu rồi? Trước anh chút xíu. Mày hết không? Hết chưa hấp. Em biết các bạn ở gần xa có dịp đi ngang khu vực này thì ghé vào chợ Bình Tiên mua heo quay của chị Mai về thưởng thức để xem nó ngon như thế nào nhé. Và khách hàng rất là ưa chuộng nha các bạn, khách hàng ở từ ở xa cũng lặn lội đến để mua nha các bạn.
chục đôi. Các bạn vừa xem một số hình ảnh về chị Mai bán thịt heo quay ở chợ Bình Tiên. Có lẽ mình xin tạm thời kết thúc video ở đây. Các bạn xem video, các bạn like, các bạn chia sẻ, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình mua 3 ổ bánh mì heo quay rồi mình về. Bởi vì mình bánh mì heo quay của chị Mai đây rất là ngon. Và mình rất là thích ăn cái heo quay của chị Mai ở đây. Bán rất ngon đó các bạn.